Chúc quý vị và các bạn xem chương trình vui vẻ. Anh cùng tất cả các chị. Em ơi đừng có đúng quy trình như vậy. Em hãy nói liền đi. Câu chuyện này là như thế nào? Vô. Vào ngày đẹp trời, không nắng không mưa. Chết. Em qua nhà bạn trai chơi. Cho ba ly cà phê chương trình ơi. Nhanh lắm. Anh phát tin em nhanh lắm. Thật khó có thể chấp nhận bạn gái mưa. Ủa? Bạn gái mưa. Bạn gái mưa là sao? Câu chuyện này của ai? Bạn gái. Anh mà nghe cái gì mưa gió là chắc là em rồi đó. Của em gái mưa. Cái này là về mối tình đầu của em. Mối tình đầu của em là học đại học. Và hai đứa học. Cho xin miếng nhạc đi, khúc này đang hay nè. Năm nhất quen nhau và khi mà em quen bạn thì bạn đã giới thiệu bạn bè bạn ấy cho em biết. Và trong số đó có một người bạn gái. Và bạn ấy nói là đây là bạn thân, học 3 năm cấp 3 chung với bạn ấy. Và em cũng chỉ nghĩ là hai người là bạn thân, bạn bè bình thường với nhau thôi. Nhưng mà sau này thì em phát hiện ra là hai người này không phải là bạn bè bình thường mà là đã từng là người yêu cũ của nhau. Tức là trong 3 năm cấp 3 đi học chung với nhau á thì hai người này có tiến tới trên mức tình bạn với nhau, nhưng mà sau đó rồi dừng lại. Và khi lên học đại học thì bạn trai của em mới quen em. Và khi mà quen em thì họ không hiểu tại sao mà lại đi giấu cái mối quan hệ đó. Cái cửa là trong thời gian quen em có từ khóa vô tình em lại phát hiện ra là hai người đó có lén phén với nhau. Chết cha chết chưa. Và điều đó là em thật sự rất là sốc, tại vì cái bạn đó vẫn hay tâm sự với em. Đôi khi mình buồn hay hai đứa ghen nhau hay là như thế nào đó thì mình cũng có tâm sự với bạn đó. Cuối cùng cái người phá đám tình cảm của mình lại chính là người đó. Cái người mà bao nhiêu lâu nay mình tâm sự thì lại là cái người mà ở sau lưng đâm mình. Và mình đọc được đó. Khi mà thấy vậy thì chết đứng. Cảm thấy rất là bất ngờ, rất là sốc. Xưng anh em rất là ngọt ngào, là trước mặt em thì xưng hô là mày tao hoặc là bạn bè thôi. Tự nhiên trong tin nhắn lại xưng anh em là thấy lạ rồi. Và em coi luôn thì em thấy được những bí mật động trời khác nữa. Em mới cầm cái điện thoại của bạn trai em nhắn lại cho bạn đó dùng link nè. Nãy giờ Linh đọc được hết rồi. Rồi bạn đó chủ động nhắn cho cái nick của em luôn. Thì mới bắt đầu xin lỗi, mới nhắn bạn đó không muốn mình kể ra này nọ, chứ mình cũng không muốn giấu gì. Nói chung là ngồi giải thích với em một tràng luôn. Nhưng mà cái chuyện nó đã rồi rồi còn giải thích gì nữa. Và em cảm thấy dù giải thích đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một cái gì đó ngụy biện thôi. Trời, câu chuyện của em nghe xong mà có cảm giác giống như là bộ phim vậy đó. Chắc là một bộ phim mà thật ra cái chuyện này nó cũng không phải gọi là quá hiếm trong xã hội chúng ta. Câu chuyện này nó cay đắng quá. Bây giờ em thấy hai người vừa nữa yêu là khổ hết hai người rồi. Chuyện của Linh á là cái chuyện nó rất là rõ ràng là có cái sự can thiệp của người thứ ba, đúng không? Nhưng mà nếu như bây giờ đó không phải là có mối quan hệ lén phén gì hết mà đó chỉ là một người bạn thân khác giới của bạn trai mình thôi thì mình có chấp nhận cái chuyện đó hay không? Không, không, không. Em không thích nhỏ đó em đó, anh không được chơi nữa nha. À. Còn em thích nhỏ đó thì em cho chơi. Cái vấn đề em thích không quan trọng, bạn trai em thích kìa mới chứ. Không phải, vấn đề là nhỏ nào mà đẹp hơn em lại không thích. Đẹp hơn là có thể mình bị mất người yêu của mình sao? Mất là mất lâu rồi em. Ai cũng có nỗi sợ hết chứ mày tự tin hay không. Nhưng mà em nghĩ là ông không quan tâm cái bạn nào đó để mà giống như là để mà xảy ra cái chuyện là giống như là bé Linh gì đó tưởng là người đó sẽ tốt, sẽ giúp mình với bạn trai mình thân hơn. Nhưng mà nhiều khi nó lại không phải như vậy. Thì em sẽ chặn từ đầu là em không thân với ai hết á. Nhã là bạn trai có rất nhiều bạn thân là con gái. Nhưng mà Nhã không thân với một ai hết, Nhã chỉ biết thôi, không chơi. Không chơi. Và không quan tâm luôn. Mà còn cái chàng trai thì sao? Chọn người yếu. Trong một mối quan hệ á, cái vấn đề mà nó rõ ràng có nghĩa là mình sẽ show hết tất cả. Tại vì mình không có giấu bất kỳ một cái mối quan hệ nào với bạn gái mình hết, cho nên là tất cả những cái chuyện mà như em nói sẽ không xảy ra. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là lỡ như cái trường hợp là bạn gái em rất là vô lý. Bởi vì em đã từng rơi vào trường hợp này rồi và em có một cách xử lý của em đã thành công rồi. Là gì? Có nghĩa là em thay đổi người bạn gái của em, thay đổi cái suy nghĩ của người bạn. Em không có gì để giấu hết, cho nên bạn gái em không có gì phải lo hết. Đó, toàn bộ cái trái tim của em là dành cho bạn gái em. Em cho xem toàn bộ tin nhắn của em với bạn với lại bạn thân của em đó. Rồi em gọi điện luôn. Em gọi điện cho bạn thân của em mà ngay lúc mà bạn gái ở đó em mở la lớn luôn thì em nói chuyện giống như là bên kia không biết trước. Thì mình cứ nói vậy đó, nếu như mà có vấn đề gì là bên kia sẽ nói chuyện một cách rất là kỳ lạ đó. Thì vấn đề đó, cho nên bạn gái em từ ngày thì thuyết phục được, cho nên là bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ và chấp nhận cái chuyện đó là bình thường. Coi như là có sao nói vậy, đúng rồi, thằng thằng thoải mái đưa hết, đúng rồi. Ok, cũng là một cách để giải quyết. Còn anh trai thì sao? Anh chọn bạn anh, tại vì căn bản đã gọi là bạn gái rồi.
thì phải hiểu đúng không, là mình đã quen lâu rồi á, thì là đã phải xác định là đã biết hết tất cả những cái mối quan hệ mà trước đây của bản thân mình rồi. Ừ. Là và phải hiểu lý do tại sao mà mình giữ cái mối quan hệ đó. Ừ. Hiểu không? Cho nên á, là nếu mà là chỉ ở mức độ là bạn gái thôi đó mà là đã cấm như vậy rồi, theo anh thấy cái đó là một kiểu ghen vô lý và nó hơi bị hoạn thư. Nhiều nó lắm anh ơi, nhiều lắm. Nó không nên, tại vì là đặt vào người bạn thân khác giới đi. Không phải là cái gì mà là nó hơi bị tiêu cực như là mọi người nghĩ. Ừ. Chính cái người đó là cái người giúp mình. Ừ. Thậm chí là mình rơi vào những cái hoàn cảnh nhặt nghèo nhất, mình giơ tay ra không ai giúp mình hết. Ừ. Mà người đó lại giang tay ra để giúp mình. Nè. Ừ. Mày có giờ mày cần đúng không? Mày lấy đi. Ừ. Có gì mày có mày đưa tao. Vậy thì nếu như mà trai nói ra cái câu chuyện này cho người bạn gái của trai lúc đó, mà người bạn gái trai nói nè, em biết giờ không anh chọn tâm. Đi. Ừ. Trai nghĩ là trai không nên tiếp tục phải là người bạn gái này nữa, tại vì là đây là một người phụ nữ cố chấp. Ừ. Và quá con nít. Ừ. Có cố gắng đi chăng nữa là bạn chỉ đang nuôi một em bé thôi, chứ bạn đâu phải là làm giàu cho cái tình cảm của mình đâu, thì thôi mình chấm dứt. Ừ. Tại vì là mình còn tuổi để mình yêu, mình cứ việc yêu thoải mái ha. Tới lúc mà các bạn đã tới khoảng chừng như là 27-28 tuổi rồi đó, thì các bạn sẽ nhìn nhận tình yêu một cái khía cạnh rất là khác. Ừ. Là đối phương á, là có thực sự là giúp ích cho bản thân mình được hay không, là có làm cho mình hiểu ra được như thế nào là một người đàn ông, như thế nào là một người chồng của gia đình hay không. Ừ. Thì mình mới nên tiếp tục. Em rất là đồng ý với anh trai ở cái khía cạnh là đã là người yêu á, thì đừng có độc đoán quá. Tức là khi mà đã yêu nhau á, là có thời gian tìm hiểu. Chỉ nghĩ rằng để yêu được nhau, cái tính phải giống nhau ở một cái khoảng nào đó. Ừ. Chứ không thể nào mà khác nhau hẳn mà yêu nhau được. Ừ. Thì chính vì vậy mình nhiều khi cái người bạn của cái người yêu mình nhiều khi tính cũng sẽ giống mình, chứ không đến nỗi là trời tôi không thích hẳn cái cô kia, phải có cái điều gì đó thì người yêu mình mới thân với cô kia. Ừ. Nên Chi chưa bao giờ gặp trường hợp là Chi ghét một cái người bạn thân nào của bạn trai Chi hết, tại vì nó liên với nhau hết à, Chi thấy vậy đó, nên là sẽ không bao giờ Chi bắt bạn trai Chi chọn. Còn nếu ngược lại, thí dụ mà bạn trai mình bắt nữ là mình chọn giữa chúc bạn trai mình và, các bạn và xem người bạn thân là con trai về. Đúng không? Ừ. Thì Chi sẽ cảm thấy chút vô lý. Ừ. Tại vì ủa có gì đâu mà tự nhiên lại cấm đàn ông làm chuyện đó lại càng nhỏ nhen. Ừ. Đúng không? Nên là sẽ không bao giờ Chi chấp nhận được chuyện đó, và Chi sẽ đánh giá thấp cái người bạn đó luôn. Thật ra thì họ thấy rằng là cái khía cạnh mà Chi khi mà đã gọi là cấm tới mức mà là không còn nghe lý do nữa rồi thì mình khỏi bàn cãi ở đây nữa để làm gì cho nó mệt. Bạn thư đó em. Đúng rồi. Thiệt. Coi như là mình khỏi suy nghĩ nữa, tại vì đằng nào mà Chi thích cô không hiểu, cho nên thôi khỏi giải thích nữa để làm gì mất thời gian thêm và ảnh hưởng thêm mối quan hệ. Bạn thân của mẹ bạn trai có con gái xinh lắm. Nghe kỹ nha, nghe kỹ nha. Cái này nó hơi rối nè. Ý là bạn thân của mẹ bạn trai mình, tức là cô bạn của mẹ bạn trai mình có một người con gái rất xinh. Rồi sao nữa? Hết rồi đó, chưa biết câu chuyện như thế nào. Đây chỉ là gợi ý thôi. Là câu chuyện này là của ai? Chủ đề rất là câu chuyện đó là của em. Vô, hôm nay anh đã mua đi cà phê sẵn. Dạ thưa anh Bảo, thưa các anh cùng tất cả các chị. Em ơi đừng có đúng quy trình như vậy, em hãy nói liền đi. Câu chuyện này là như thế nào? Vô. Vào ngày đẹp trời, không nắng không mưa. Chết. Em qua nhà bạn trai chơi. Cho ba ly cà phê chương trình ơi. Nhanh lắm, anh phát tin em nhanh lắm. Rồi em qua nhà bạn trai em chơi, thì trong lúc là bạn trai đang mở phim cho coi. Cái rồi mẹ bạn trai em á là gọt trái cây xong rồi cái bưng ra cho hai đứa ăn. Xong mà lúc đó hồi nhỏ quen nhưng mà đâu có dám nói cho ba mẹ hai bên biết đâu, tại vì sợ ba mẹ la, ba mẹ không cho, nên là cứ nghĩ là chắc là nhỏ này bạn thân, hai đứa chơi thân xong rồi đôi bạn cùng tiếng rồi về nhà chơi vậy thôi. Ừ. Xong rồi cái mẹ bưng trái cây vô, cái mẹ nói là ê mẹ nói vậy nè, cái cô Hắc á là bạn thân của mẹ con cũng biết rồi đúng không, thì con gái của cổ là hè này á là về Việt Nam chơi, tại vì con gái đi du học. Xong rồi á mà mẹ thấy con bé nó xinh mà nó học giỏi mà nó dễ thương mà nó lễ phép lắm, trời ơi xinh xắn gì đâu luôn, mẹ thích lắm. Nó nghe nè, cỡ là một hai ngày nữa là bác dắt con gái qua chơi thì con nhớ chơi thân với bạn nha, con nhớ đối xử tốt với bạn lên nha. Là mẹ bạn trai em nói trước mặt em luôn? Nói trước luôn. Mà thấy con gái khác xinh hơn em luôn. Xinh hơn thì em không biết, tại chưa đâu có coi hình được đâu. Ừ. Nhưng mà em nghĩ chắc không xinh mặt đâu. Xong rồi cái xong rồi hả, cái nói vậy đó, em với bạn trai em kiểu bị xịt keo 3 giây, kiểu bị đơ luôn, không biết nói làm sao luôn. Cái xong rồi cái bạn trai em mới xua tan bầu không khí, là bạn trai nói thôi chị có gì mình nói sai mẹ, tụi con đang coi phim tụi mẹ nói vậy kỳ quá. Cái xong rồi mẹ bạn trai em mới đi vô, thì lúc đó em mới nói là
nó nghe nè, mốt bạn nó qua nhớ nó xử với bạn nó tốt nghe chưa, mẹ dặn rồi đó, phải hỏi thân thiết với bạn nó nghe chưa biết chưa. Cái xong rồi bạn em cười, bạn em giỡn, bạn em nói là thôi không có gì đâu, thôi đừng có giận, tại vì một chút nữa để anh vô anh nói chuyện với mẹ là mẹ biết à, tại vì từ bữa giờ ai muốn tụi mình giấu chi, tụi mình không nói làm gì để cho mẹ không biết, cho nên mẹ mới vô ý vậy thôi, chứ nếu mà mẹ mà biết em là bạn anh á là mẹ không có vô tình như vậy đâu. Thì lúc đó em cũng cười cũng giỡn thôi, em không có nói gì hết. Thì cái mối quan hệ đó là chốt là chốt, thế anh ơi chốt rồi. Cái mối quan hệ đó là trong cuộc đời em cảm thấy cái mối quan hệ đó là em cảm thấy lo lắng nhất. Em cảm thấy lo lắng nhất là cái mối quan hệ đó. Tại vì thứ nhất là được phụ huynh bạn trai ủng hộ nhiệt tình. Thứ hai là bạn đó xinh xắn và học giỏi. Thứ ba là em cảm thấy mối quan hệ đó nó nguy hiểm và nó có thể em cảm thấy lo sợ nhất là một cái mối quan hệ nó có quá nhiều cái điểm thuận lợi. Dạ, có cái rồi. Chất xúc tác. Dạ, ok dạ. Hiểu ok ok dạ. Để anh dịch cho nha. Ok dạ, rồi dạ. Cuối cùng hai đó có gặp nhau không? Không, thì cuối cùng qua bình thường thôi, nhưng mà bạn em nói với mẹ bạn như vậy rồi nên là mẹ bạn hiểu rồi. Nhưng mà là người ta có đi chơi không? Tao có đi chơi gì đâu. Sao em biết không đi chơi? Ừ ha, sao em biết? Ủa? Đúng rồi ha, những lúc em ở nhà thì sao em biết được ta? Không, nhưng mà em nghĩ là nếu mà qua thì cũng có là mẹ của bạn gái kia. Thì chắc là cũng ngồi xung quanh bàn, xung quanh nói chuyện giao lưu bình thường thôi, chứ em nghĩ đâu có đi chơi riêng. Tốt nhất là em cứ ngây thơ như vậy đi. Tốt đúng. Đời hơn em. Đúng. Cứ ngây thơ như vậy đi. Không, em nghĩ không đâu, em nghĩ không đâu thiệt á. Chắc... Thấy chung cái trường hợp này là tự nhiên bị phụ huynh của người yêu mình nhắc tới một người con gái khác trước mặt mình. Thì nếu như các bạn nữ rơi vào trường hợp này, các bạn nữ cảm thấy như thế nào? Đùng 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 đùng, em sẽ làm đùng 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 lên. Đùng đùng. Âm 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 lên. Trước mặt của phụ huynh luôn hay là lúc mà phụ huynh quay đi, bước đi rồi? Đương nhiên là mình phải lịch sự, mình lễ phép với phụ huynh đó chứ. Thì sao mình sẽ làm âm âm với lại người bạn trai đó với mình. Và bạn trai em sau đó là sẽ bị đùng 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 đùng. Dạ, đúng. Có những cái chết không được báo trước ha. Có những cái chết rất vô tình. Rồi, cảm ơn Trâm. Câu chuyện của em là câu chuyện luôn luôn thú vị và không có gì để bàn hết. Cảm ơn em. Ủa anh bảo chưa, không khai thác được cái chỗ nào luôn không? Em kể một câu chuyện mà tự động em kết luôn rồi còn ai khai thác được gì nữa em.